xe mô tô dùng để sửa những cái mâm vành đúc nó bị biến dạng sau khi mình xảy ra sự cố hoặc là bị bóp ổ gà. Thì thường cái mâm nó bóp ổ gà thì nó cái mâm thì nó sẽ bị biến dạng như cái mép này, và đây là cái máy chuyên để sửa những cái mâm vành đúc như thế này. Đây là nguyên tắc hoạt động của nó. Đây là cái nhất là công tắc khởi động dùng của cái bơm thủy lực. Đây là công tắc bơm thủy lực. Thì khi mà cái bơm thủy lực này nó hoạt động thì bơm nhớt sẽ bơm lên bộ phân phối này. Bộ phân phối này khi mà mình chuyển cái cần này qua bên tay phải của mình thì bộ phân phối này nó sẽ di chuyển. Thì mình sẽ dùng cái con đội này để mình điều chỉnh cái mâm, điều chỉnh cái mâm và sửa cái mâm này, và mình kéo nó qua bên trái, cái con đậu này nó sẽ thu về, nó sẽ thu về. Và đây là cái chỗ trục để mà gá cái mâm, cái chi tiết mà mình cần sửa thì nó sẽ nằm ở trên cái trục này. Thì đối với cái bánh trước của xe này thì mình lợi dụng những cái nòng này của bánh trước thì mình gỡ cái đĩa nó ra. Gỡ cái đĩa nó ra thì mình ốp sát nó vào trong cho nó ôm vào cái ngàm này. Nó ôm vào cái ngàm này. Thì mình siết cứng. Mình sẽ siết cứng bốn con ốc này vào trong cái mâm bánh trước đó. Bởi vì mình lấy cái mâm này là mâm nó bị tai nạn nó bể, rồi mình hướng dẫn cái cách sử dụng cái máy này thôi, chứ cái mâm này đối với mình thì nó cũng không sửa được nữa, nó không thể nào mà sử dụng được nữa, cái mâm này nó mâm hư. Thì mình lấy để mà mình hướng dẫn cái cách sử dụng của cái máy thôi. Đây mình gá chặt bốn cái con ốc này vào bốn vị trí của cái con ốc đĩa của cái bánh trước. Đối với cái bánh trước thì khi mà mình gá chặt này vào, mình vặn cho nó vào sâu, vào sâu khoảng cái chừng 2 phân, vặn đều hết, vặn đều bốn con ốc này vào khoảng 2 phân. Đây, và dùng chìa khóa, đây là cái đầu chống tâm dùng để định vị cái tâm này của cái bánh nó lại. Và đây là cái ổ đỡ để dùng để mình dùng cái con đội này mình đỡ chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu sau về cái con đỡ này. Thì trước khi mình gá cái tâm này nó vào trước thì đây là cái đầu chống tâm, thì mình chống vào thẳng trực tiếp vào trong cái ổ bi này của cái vành đúc bằng cách xoay cái trụ này thì nó sẽ đi ra. Khi mà mình cảm thấy vừa hơi cứng tay thì mình khóa cái chống tâm này nó lại bằng cái cây này. Đây mình khóa cái tâm này lại, và mình đây là cái con đỡ. Thì cái con đỡ này trước khi mình để siết bốn cái con ốc này lại thì mình chuyển qua cái công tắc này, mình nhấn vị trí on thì cái mâm này nó sẽ quay. Thì nó vừa quay khi nào thì mình siết, vừa quay vừa siết cái này nó lại, siết tới khi nào mà cảm thấy nó cứng thì mình lóc cái này lại và mình ngừng cái công tắc kiểm tra này lại, siết lóc kê bốn cái con ốc cho nó cứng lại. Mình dùng mục đích là mình cho nó quay để cho nó lừa cái tâm của nó cho đúng cái vị trí của nó cần, là nó đồng tâm một cách tốt nhất. Thì mình khóa cái này nó lại. Đây là bốn cái con ốc để mà bắt cái đĩa thôi. Đó, mình khóa cứng thì bốn cái con ốc này cứng lại. Thì mình đối với cái mâm này khi mà nó bị thụng, bị cong cái bề này thì mình dùng cái con đội này nè, mình sẽ lựa cái chi tiết ở trong này nó có bốn cái cục này dùng để sửa những cái chỗ mà nó bị biến dạng. Thì đây mình sẽ sửa cho các bạn coi.
một cái giá đỡ, dùng để đỡ lại cái phần mà mình, cái mé đối diện mà mình cần sửa. Và đây là thêm một cái bộ gá để mà mình kiểm tra cái độ đảo hoặc là độ cong vênh của cái mâm, thì mình sẽ đúc vào cái khe ngàm này đó, mình chỉnh cho nó gần tới cái vị trí của hai cái mép của cái mâm. Đây mình sẽ chỉnh tới vị trí của mép mâm và mình khóa đúng cái vị trí này nó lại, để hồi nữa mình sẽ kiểm tra cái chỗ nào mà nó bị biến dạng đó, mình sẽ sửa nó. Đây mình chỉnh cho nó gần sát vậy ha. Đây thì mình sẽ dùng một cái, đây là cái con đội thủy lực, thì mình sẽ kiểm tra xem cái bề mặt này nó bị biến dạng ở chỗ nào. Thí dụ như đây nó đang bị biến dạng ở ngoài chỗ này, thì mình dùng một cái này, mình dùng cái con đội này, mình lựa cái này cho nó trùng với cái mép của cái vành này, trùng với cái mép của cái vành này này. Đây cái con đội này sẽ trùng, con chịu này sẽ trùng với cái mép của cái vành này, và mình gắn nó vào trong cái đầu của cái con đội. Và nếu mà mình muốn sửa khi mà cái mâm nó bị biến dạng lên vậy, thì mình cầm cái con đội này ở vị trí này, mình kê đúng cái ngàm này của cái con đội này, và điều khiển cái cần này đến cái vị trí chịu của cái con đội này đó. Các bạn thấy nó tì ra không? Thì cái chỗ này của mình bị biến dạng, thì mình dùng cái này để mà mình ép nó xuống để cho nó trả về lại cái vị trí ban đầu của nó. Nó sẽ cuốn mép lên, thì nó mình bây giờ mình sẽ trả về vị trí ban đầu của nó bằng cách là mình thay đổi cái cần này, mình cho cái lượng dầu thích hợp, giống như một cái con đội bình thường mình đó, mình phải vặn cứng cái bên chịu bên này lại, vặn cứng cái bên chịu này nó lại, thì nó sẽ chịu bên cái thành này, và nó không cho cái mâm nó dạt qua mé bên này, và nó chỉ có cho cái phần mà mình cần xuống á thì nó sẽ đi xuống. Đây mình cho nó xuống thử cho các bạn coi. Đây đó, các bạn thấy nó xuống không? Đó, thấy nó xuống không? Là có nghĩa là cái chỗ mình đang cần sửa, ví dụ như cái mép này mình cần cho nó xuống thì mình cho nó. Đó, thấy không? Cái này mình quay chưa đúng vị trí của nó nên nó chạm cái mép thôi. Nếu mà mình quay đúng vị trí của nó thì nó không sẽ không chạm được cái mép đó. Đây. Đó, thấy không? Nó sẽ đẩy cái mép mà biến dạng này xuống. Thì tùy theo cái lực của mình điều khiển cái cần này như thế nào, nặng hay nhẹ, thì nó sẽ cho một cái lượng dầu thích hợp, giống như là mình đội cái con đội vậy đó, thì nó sẽ xuống một cách thích hợp nhất. Đây. Đó, các bạn thấy nó xuống không?